Chào mừng các bạn đến với Kinh Tám Tin Tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung: thuê chiến thần Hà Linh để livestream bán chai dầu gội 71.000 đồng với giá 18.000 đồng, dược phẩm Hà Linh bị hàng loạt nhà thuốc quay share. Các bạn thấy không? Bởi vậy bây giờ đã bán cho các đại lý mà giá cao như vậy, mà bây giờ đi lên trên mạng rao bán sân sale 4 tháng 4 giá rẻ thì làm sao các đại lý chấp nhận được? Tốt nhất là cái công ty dược phẩm này nên coi lại, còn không sẽ bị tẩy chay ngay. Chiến dịch bán hàng trực tuyến hai sản phẩm dầu gội của dược phẩm Hoa Linh trên trang cá nhân của TikToker Hà Linh được cho rằng rất ổn để tiếp thị mở rộng nguồn khách hàng mới, nhưng lại đẩy cái khó về cho kênh phân phối truyền thống, cụ thể là các nhà thuốc. Chiến dịch marketing bùng nổ, đột ngột đẩy Hoa Linh vào thế khó. Ngày 3 tháng 4, trên trang TikTok Võ Hà Linh Official của TikToker Hà Linh, người được biết đến với cái tên là Chiến Thần Hà Linh đăng một video thông báo sự kiện phát sóng trực tiếp chương trình bán hàng cho một số nhãn hàng diễn ra vào ngày 4 tháng 4. Đáng chú ý, ngay ở đầu video, Hà Linh nhấn mạnh một chương trình chưa từng có với nhãn hàng nguyên sưng của công ty dược phẩm Hoa Linh. Trong đó, chai dầu gội nguyên sưng xanh Hoa Linh sẽ được bán trong livestream với giá 18.000 đồng. Dầu gội nguyên sưng nâu Hoa Linh sẽ được bán với giá 11.000 đồng. Nguyên văn nói là: mình nhấn mạnh là chưa từng có với nhãn hàng nguyên sưng xanh nha, 18 cành, nâu chỉ 11 cành mà thôi. Được biết, sản phẩm dầu gội nguyên sưng xanh hiện đang bán tại các nhà thuốc với giá 76.000 đồng, sản phẩm dầu gội nguyên sưng nâu giá 71.000 đồng. Chính vì thế, giá bán mà TikToker Hà Linh đưa ra thật sự hấp dẫn với những người tiêu dùng và hứa hẹn sẽ có một buổi bán hàng giống như là cháy hàng luôn. Nhưng mà các nhà thuốc và các đại lý phân phối thì làm sao mà họ bán được nữa. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi video của Chiến Thần Hà Linh được công bố, chiến dịch này đã gây xôn xao cho cộng đồng và các nhà thuốc theo một chiều hướng khác nhau. Trong một diễn đàn hơn 230.000 thành viên, bao gồm các quầy thuốc Tây toàn quốc, chỉ nội dung chiều ngày 3 tháng 4 đã có liên tục 10 bài viết đề cập về các trường hợp của dược phẩm Hoa Linh. Các bài viết này thu hút hàng trăm bình luận bày tỏ sự mà giống như là nghi án đẩy giá sản phẩm của dầu gội nguyên sưng để thu lợi à. Theo ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, với sức hút của TikToker Hà Linh, hai sản phẩm nhãn hàng nguyên sưng có thể sẽ được đóng đinh ở trong đầu người tiêu dùng là chỉ giá 18.000 đồng và 11.000 đồng mà thôi. Tại sao các nhà thuốc lại bắt mắt như vậy? Đây chính là vấn đề xung đột xảy ra khi nhãn hàng phát triển các kênh này. Không ít ý kiến cho rằng chiến dịch của Hoa Linh rất ồn khi kết hợp với người nổi tiếng để tiếp thị nguồn khách hàng, nhưng lại đẩy cái khó về cho kênh phân phối truyền thống, cụ thể là các nhà thuốc. Vậy dược phẩm Hoa Linh đã nói gì? Đối diện với sự khủng hoảng mới phát sinh, dược phẩm Hoa Linh đã có động thái trấn an dư luận bằng cách thông báo về số lượng sản phẩm trong livestream có hạn thôi, chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, mục tiêu là giới thiệu sản phẩm của người tiêu dùng. Nhưng mà khoan nha, trước đó đó Hà Linh đã nói là thôi nguyên một kho hàng đây nè, giá sập sàn luôn, đi tới đâu là cháy hàng hết hàng tới đó, mà bây giờ lại nói giống như là nói hai mặt á. Hoa Linh cũng khẳng định hoạt động này nhằm hỗ trợ các kênh bán hàng truyền thống của mình thôi à. Bên cạnh đó, Chiến Thần Hà Linh cũng nhanh chóng viết trên trang Facebook cá nhân khẳng định không hề có chuyện phá giá và Hoa Linh luôn bảo vệ quyền lợi của đại lý. Ủa vậy bây giờ cái chai mà bán 18.000 bán 11.000 vậy là không phá giá hả các bạn? Người ta bán 70 mấy ngàn, bả bán có 11.000 không phá giá, vậy chứng tỏ là bán dầu gội lời lắm nha các bạn. Tuy nhiên, cả hai là giải thích trên nhưng chưa được để so dịu dư luận. Ngay bài viết của chính chủ trên trang Facebook chính thức của dược phẩm Hoa Linh cũng có hàng chục lượt chia sẻ, chủ yếu là tài khoản của nhà thuốc than phiền về cái khó của mình khi phân phối sản phẩm của các nhãn hàng này đó các bạn. Bởi vậy nói chung lúc đầu cứ nghĩ bán rẻ vậy để cho nhiều người biết tới, nhưng mà đâu có nghĩ là sau này nhà thuốc sẽ quay share với dược phẩm Hoa Linh.